Hôm nay mình với Sài Nhỏ sẽ làm bánh đồng xu đang hot trên mạng xã hội mấy đợt đây nha. Nhưng mà mình không có lò nướng nên mình sẽ làm bằng thủ công. Nên chúng ta sẽ đập vào đây hai quả trứng nha mọi người. Tắt lại. Ui. Wow. Rồi thêm quả nữa, thêm quả nữa. Đường cáp này, bỏ đường vào nha. Rồi tí mình sẽ xay luôn. Theo là sẽ dùng một mì đa dụng này nhé mọi người. Đây, một chén một mì nhẹ. Cái máy này mà quên mua cái sữa Vinamilk đi. Mình cho sữa này vào luôn, lựa hộp nhé mọi người. Ok, cho vào mắt. Bây giờ chúng ta sẽ xay lên nha. Nhấn vào đây. Cho nhấn vào đây. Thank you.